Cún nhà xin chào quý cô bác anh chị em Lên ở đầu thì cho quý nhà gửi lời chào lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người Mến chúc mọi người có những ngày Tết thật là vui vẻ, an nhiên và thật là ấm áp bên gia đình bé nhỏ của mình ạ à. Thời gian thì nó trôi qua rất là nhanh Khi mà nhắc về năm 2021 thì ai cũng phải chạnh lòng Đáng lẽ ra Tết đoàn viên năm 2022 sẽ là một cái Tết thật là ấm cúng Nhưng mà đâu đó vẫn còn có một cái sự mất mát, đau thương và trong chính ngôi nhà của cô ca sĩ cũng vậy, luôn có một cái sự khoác khoải và ngóng trong một cái điều gì đó được gọi là đặc biệt, nhưng cuối cùng người mẹ của các con vẫn mãi mãi ra đi. Mới vừa đây thì bác Đoàn Ngọc Hải cũng đã lên tiếng và chia sẻ về cái cuộc hành trình thiện nguyện của mình, cũng giống như là chia sẻ về những cái điều đặc biệt của cô ca sĩ và cố ca sĩ là một trong những người rất là đam mê từ thiện. Cô ấy đã lăn lõi từ những cái con phố rất là nhỏ để có thể đưa những cái món quà, những cái thùng mì, những cái bịch gạo đến cho những người nghèo đang gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19. Và thật sự luôn á, khi mà nhắc về cố ca sĩ thì bác đoàn Ngọc Hải có nói một cái câu rằng là Cố ca sĩ là một người rất là nghiện thiện nguyện một cái tâm rất là trong sáng. Từ đầu, khi mà bác còn làm công tác ở quận 1, thì cố ca sĩ đã thường xuyên nhờ cải bác và xin tiền để có thể là làm từ thiện và mua quà cũng giống như là giúp đỡ cho các cháu. Mà các cháu ở đây là các bạn biết là ai không ạ? À? Là những bé thơ ở bên ngoài xã hội, là những em mất cha mất mẹ hoặc là những em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Cho nên ta nói cô ca sĩ là một người rất là yêu trẻ thơ vì cô ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng là mình đã có một cái cuộc sống quá là cơ cực từ nhỏ rồi cho nên rằng là đi đâu mà thấy cái hoàn cảnh nào nó đặc biệt đi đâu mà nhìn thấy cái hoàn cảnh mà nó khó khăn thật sự thì cô ấy sẽ cảm thấy rất là chạnh lòng và bằng mọi cách bằng mọi giá cô ấy sẽ cố gắng giúp đỡ dù sức của cô ấy nó có hạn thôi tiền bạc cũng không phải là giàu có nhưng cô ấy vẫn không thể nào mà bỏ cho các em bơ vơ được. Vâng, nói đến đây thôi thì chắc có lẽ những người yêu mến hâm mộ cờ cũng sẽ hiểu được cái vấn đề vì sao mà cố ca sĩ giúp đỡ cờ trong suốt 6 năm vừa qua và cưu mang cả gia đình của cờ không nề hà và tính toán điều gì cả. Bởi vì cô ấy có một cái tâm hướng thiện. Cô ấy là một người rất là thiện lành. Cho đi là còn mãi, chứ chả cần phải nghĩ hay là buộc người khác phải trả lại cho mình những cái ân huệ đó và khi mà nghe đến bắc đoàn ngọc hải nhắc về cố ca sĩ như vậy thì chắc có lẽ Bác ba cũng sẽ cảm thấy rất là ân hận bởi vì bản thân của bác ba cũng là cái người đã từng suy nghĩ thiện cận về cố ca sĩ mình là nghệ sĩ nghệ sĩ với nhau mình hãy nên bao bọc và bảo vệ cho nhau bởi vì sao ạ à? bởi vì sau tất cả thì mình cũng sẽ đứng chung một cái sân khấu và mình cũng sẽ kề vai sát cánh trong mỗi cái sâu diễn. Cho nên ta nói á, làm cái gì cũng vậy, mình phải thật sự là sáng suốt. Mình đừng có nghe theo những cái điều phù phiếm rồi mình cứ chạy theo những cái điều được gọi là ảo diệu và cái sự tung hô của những người yêu mến hâm mộ cờ. Và nói đến đây á thì chắc có lẽ bản thân của cờ và bố mẹ của cờ cũng sẽ là cái người hiểu rõ nhất, tường tận nhất. Là nếu như cái ngày hôm đó, cái ngày mà em thi giọng hát Việt Nhí đấy, Em không đoạt giải quán quân Em không có bất cứ một cái giải thưởng nào cả Thì chắc chắn một điều rằng là cô ca sĩ Vẫn mãi mãi là mẹ nuôi của cờ Tại vì ngay cái tại thời điểm mà Những cái ngày đầu tiên khi mà em thi giọng hát Việt á Thì cô ca sĩ đã nhận em làm con nuôi rồi mà Tại vì sao khi mà cái người đã khuất ra đi rồi Các bạn lại đổi trắng mà thành đen như vậy các bạn nói rằng là bản thân của cờ nhận quán quân rồi. Cô ca sĩ mới nhận em làm con nuôi. Các bạn hãy nên xem lại từ đầu đến cuối cái chương trình vào năm 2016 ấy. Để các bạn có thể là hiểu và thấu cho cái nỗi lòng của cô ca sĩ. Nói có sách là mắt phải có chứng. Sự thật nó ngay rõ ràng ràng ngay như ban ngày vậy đó mọi người ạ. À. Cho nên rằng là khỏi cần phải bàn cãi nhiều. Hãy nên tìm hiểu đúng sự thật để các bạn có thể biết được rằng là cố ca sĩ đã là cái người huấn luyện cho cờ ngay những cái vòng đầu tiên. Và cái năm 2016 ấy, mình có nhớ rằng là có một vị giám khảo đã lên tiếng và cảm ơn cố ca sĩ vì đã cố gắng để hỗ trợ cho cờ, giúp đỡ cho cờ, hát thật là hay và đứng trên sân khấu để có thể là thể hiện hết cái phần thi của mình để rồi em đoạt giải quán quân mà. Cái đoạn video đó nó còn rõ ràng ràng mà, các bạn hãy cố gắng để mình có theo sát được cái sự việc đi rồi các bạn mới tháo được những gì chúng tôi đang nói là đúng hoàn toàn với lại sự thật và nói chung á các bạn đừng có lấy cái sai của cờ rồi à, lấy cái số tuổi của cờ ra để mà bảo thủ cho cái sai em máy bởi vì sai chỗ nào thì phải biết ở chỗ đó để mà đứng vững đứng lên nói một cái lời xin lỗi mình sai là mình phải xin lỗi mình sai là mình phải đính chính cho người khác chứ không phải là mình sai rồi mình im lặng mình coi như mình là cái người bị hại trong cái câu chuyện này không ai có thể chấp nhận cho cái sự im lặng của em cái sự im lặng đó nó không phải là thông minh mà cái sự im lặng đó nó có thể hại cả một cái tương lai của em về sau này bởi vì mang một cái danh mang một cái mát được gọi rằng là một người con vô ơn chưa bao giờ biết ơn biết nghĩa với cái người mà đã từng giúp đỡ cho mình thì rất là khó trên đường đời sẽ có được một cái sự giúp đỡ khác cho nên á, Người ta nói ở đây không phải là gánh ăn tức ở Mà người ta nói ở đây để cho em biết được rằng là em là cái người thắt nút Trong cái câu chuyện của cố ca sĩ Thì em phải là cái người gõ nút và lên tiếng đính chính cho cố ca sĩ Và tất cả những người yêu mến cố ca sĩ Cũng giống như là đang chờ em một cái câu trả lời thật là xứng đáng Bởi vì họ không thể nào mà họ chịu đựng được trong suốt một cái khoảng thời gian dài đằng đắng như vậy mà em lên tiếng, em ý ơi, em cảm ơn người này người kia mà em lại không thể nào nói một cái lời gì đó để có thể là bảo vệ cho người mẹ quá cố của mình. Thì cho dù em có lập hàng trăm hàng nghìn cái bàn thờ phụng hay em có cúng cơm hàng ngày cho cố ca sĩ hay em có gấp từng miếng thức ăn để bỏ vào chân cơm cho cố ca sĩ đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà xóa đi cái tội lỗi những cái điều dằn vặt trong chính bản thân của em và gia đình của em. Một cái người mà sống bạc bẽo thì làm sao mà có được một cái kết quả tốt được. Mới vừa đây ấy, mọi người cũng đã nghe trong tháng 3 sắp tới là cờ có nhiều cái show diễn mà mình nghĩ nó cũng nực cười. Cái đó không phải là show diễn mà cái đó là gọi là hát nhà, hát cho người nhà nghe. Có nghĩa rằng là chú Bào tổ chức ra những cái show diễn xong rồi cờ sẽ là cái người đứng trên sân khấu hát. Nó không có một cái sự gì được gọi là sẽ thể hiện cái sự chuyên nghiệp thể hiện rằng là mình là một cái người ca sĩ thực thụ cả cho nên những người yêu mến hâm mộ của cờ á, cứ nghĩ rằng là idol của mình là lớn idol của mình là ok cho nên họ cứ tung hô nhưng mà họ đâu có biết được rằng là cờ đang mất tất cả đang dần không có cái gì trong tay cả bởi vì bây giờ đâu có còn ai quan tâm hay là quan trọng cờ những người đồng nghiệp những người yêu mến của ca sĩ nhiều lúc người ta cũng muốn giúp đỡ cho cờ nhưng mà người ta nghĩ đi nghĩ lại nếu mà giúp cho cờ thì người ta sẽ bị vạ lai và cờ đang là một trong những cái tên được gọi là dị ứng của tất cả các nghệ sĩ bởi vì cờ là một trong những cái tác nhân mà góp phần cho cái câu chuyện tiền từ thiện nó nảy lửa nó lên đến cao trào Đáng lẽ ra bản thân của cờ là cái người sống chung trong gia đình của cố ca sĩ Thì em ấy sẽ biết được rằng là cố ca sĩ là một người nhân từ đến cỡ nào Là một cái người đã giúp đỡ cho em đến cỡ nào Và cô ấy có nị hà hay là kể lễ cái điều gì không hả cờ Cô ấy nhận biết bao nhiêu là cái sự đau khổ Bao nhiêu là cái sự dè biểu về chính bản thân của cô ấy Để cô ấy có thể là gian rộng cái đôi cánh ra để bảo bọc cho em Vậy mà bản thân của em Chỉ có mỗi một cái câu Một cái từ nó đơn giản nhỏ nhặt Mà em còn không bảo vệ được cho mẹ nuôi của em Thì bây giờ Em lại thể hiện rằng là mình là cái người biết ơn biết nghĩa Sống trọng tình trọng nghĩa Nó có còn ý nghĩa nữa hay là không Cuộc đời nó chỉ cho ta một cái cơ hội thôi Và bản thân của em thì đã đánh mất cái cơ hội đó luôn và mãi mãi rồi Bây giờ á các bạn biết sao không bác ba cũng dài chừng cờ lắm nói thì nói vậy thôi hình thức thì hình thức vậy thôi chứ mà bên trong nhiều lúc đi nói với người này người kia hay là nói với những người đồng nghiệp của mình rằng là làm sao mà bác dám toàn tâm toàn ý giúp đỡ cho một cái người vô danh tiểu tốt một cái người mà sống bạc tình bạc nghĩa ngay cả người em kết nghĩa của bác ba mà cũng đã từng phải chịu đựng biết bao nhiêu là cái sự tai tiếng bởi chính bản thân của cờ và gia đình của cờ. Và mình cũng chả hiểu vì sao mà các bạn lại nói rằng là bố của cờ là cái người rất là chân chắc và hiền lành. Trời ơi, các bạn chưa hiểu sao rồi. Bố của cờ là có đồng nào là sao đồng đấy. Và cái lúc á mà nhận tiền cá xe á, thì đáng lẽ ra nhận tiền thì sẽ em đẹp đáng lẽ ra là các câu chuyện này nó đã kết thúc từ lâu rồi nếu như gia đình của cờ là cái người biết điều rằng là mình đã nhận đủ tiền các xe mình đi ra khỏi nhà của cố ca sĩ thì mình đừng có nên ý ới gì nữa cả vì tiền của em em là cái người hiểu rõ nhất nó bao nhiêu mà em đã ok hết rồi mà tại sao em đi ra bên ngoài em bung thế này em bung thế kia kể cả ba ruột của em cũng lên tiếng gọi điện thoại cho người này người nọ để mà nói rằng là chưa có nhận đủ, còn thiếu thì thử hỏi mọi người rằng là phía bên cố ca sĩ người ta có đăng đàn lên, người ta nói rằng là người ta đã quay lại cái đoạn video là phía bên gia đình của cờ đã lấy tiền đầy đủ và ký giấy rõ ràng để mà ra khỏi nhà rồi, mà tại vì sao lại đi gieo những cái tiếng xấu cho phía bên cố ca sĩ nữa? Để rồi người khác người ta đâu có biết đâu. Người ta đâu có hiểu cái câu chuyện đâu Người ta cứ bủa vay vào người ta nói Đi ra khỏi nhà của cố ca sĩ Nhận 2 tỷ đồng Rồi chưa kể rằng là Cái trang fanpage và cái kênh youtube Người ta đã năng nỉ rằng là lái đi Mà không có chịu lái Mà trước đó là tiền em đã lãnh Của youtube á Thì em đã bỏ vào trong thẻ của em rồi Và bản thân của em là cái người Mà biết rõ cái sự việc này Nhưng mà tại vì sao á mình cũng chả biết được rằng là phía bên những người yêu mến hâm mộ của cờ lại có những cái câu chuyện đó để mà đưa ra thì chắc có lẽ cờ cũng tham gia vào cái sự việc đó chứ nhiều lúc các bạn cứ nghĩ rằng là cờ im ỉm cờ không có nói gì với ai cứ lúc nào cũng lù lù như vậy á nhưng mà ôm cái lâu chạy bao giờ không biết đó mọi người ơi cho nên á nhiều khi á cố ca sĩ cũng đâu có ngờ ngờ rằng là cái người con mà mình đã từng yêu thương hết mực lại gieo cho mình biết bao nhiêu là cái sự oái am của cuộc đời như vậy. Mấy mươi năm qua, sống ở trên đời này, đâu có có một cái tiếng sáo nào, bi lụy nào. Vậy mà cuối cùng, nhận cờ về làm con nuôi là bắt đầu cả gia đình của cờ rơi vào một cái trang khác. Một cái cuộc sống mà được gọi rằng là biết bao nhiêu là cái sự đau thương, cái sự tan tác. Đó là một trong những cái điều mà chính gia đình của cờ đến giờ phút này phải là cái người mà cảm thấy ân hận và hối lỗi nhất. Ok, cái video của quý nhà thầy đến đây là kết thúc nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái video của quý nhà. Nếu thích cái video của quý nhà thầy, các bạn có thể like, share, subscribe, ủng hộ cho cái kênh của Quýnh nhà nhé. Mình chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo ạ. À. Chào tạm biệt ạ. À.